huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm với đội tuyển Việt Nam thế nào? Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp Liban và Ấn Độ vào dịp FIFA đầy tháng 10 tới. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm những phương án làm với đội hình. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã trải qua hai trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Sau đó tại dịp FIFA đầy tháng 9, chúng ta cũng có hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp Nga và Thái Lan. Trong số các trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chỉ có một chiến thắng trước Philippines và thất bại ba trận trước ba đối thủ được đánh giá cao hơn. Có một điểm chung ở các lần tập trung của đội tuyển Việt Nam thời ông Kim Sang-sik là các gương mặt được triệu tập đều là cầu thủ có kinh nghiệm. Đó là những công thần từng mang đến thành công cho tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong những trận đấu đã qua đều mang đến cảm giác an toàn, không có nhiều sự bứt phá. Kết quả các trận đấu phần nào đã phản ánh đúng thực tế. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và ban huấn luyện đã đủ dữ liệu để phân tích và biết rằng đội tuyển Việt Nam cần thay đổi những vấn đề gì trong lộ trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2024. Đó không chỉ là vấn đề nhân sự mà còn cả chiến thuật hợp lý cho những trận đấu quan trọng. Sau quãng thời gian lựa chọn các nhân sự quen mặt, ông Kim có thể cân nhắc đến các gương mặt trẻ. Những cầu thủ đang thi đấu tại V-League như Đình Bắc, Quốc Việt hoàn toàn có thể là những lựa chọn để thử nghiệm. Nhiều cầu thủ trong số đó từng được ông Chelsea tin tưởng và đã phần nào ghi dấu ấn như Đình Bắc. Đây là lúc mà ông Kim có thể sử dụng những nhân tố này ở thời điểm thích hợp xen kẽ với các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Việc rút ra những bài học từ thời ông Chelsea có thể sẽ giúp ông Kim tránh được các sai lầm. Một nguồn tài nguyên khác mà ông Kim có thể khai thác đó là các cầu thủ kinh nghiệm đang chờ ở hàng nhất. Ngoài Đặng Văn Lâm hiện vẫn nằm trong kế hoạch thì một loạt các cầu thủ được đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký như Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Văn Thuận, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Hữu Tuấn, đó đều là những gương mặt hoàn toàn có thể là lựa chọn cho tuyển Việt Nam nếu họ giữ thể hiện được phong độ cao. Đáng chú ý, Công Phượng đã trở về Việt Nam và khoác áo trường từ Bình Phước. Điều này không chỉ khiến giải hạng nhất đáng xem hơn mà còn là cơ hội để ngôi sao xứ Nghệ thể hiện. Ông Kim Sang-sik sẽ có nhiều thời gian đánh giá Công Phượng hơn để có thể đưa ra quyết định triệu tập cầu thủ này. Một nguồn nhân sự nữa mà ông Kim Sang-sik có thể cân nhắc là cầu thủ ngoại nhập tịch. Gần nhất, việc Rafaelson đã nhập tịch thành công và mang tên Nguyễn Xuân Son đã chính thức ra sân thi đấu cho Nam Định tại V-League. Nhiều người đã đặt ra vấn đề rằng liệu Son có cơ hội lên tuyển. Đây là một gợi ý cho ông Kim Sang-sik. Về mặt lý thuyết, Son đã nhập tịch, nhưng căn cứ theo quy định, FIFA thì chưa hoàn toàn đủ về mặt thời gian sống trên lãnh thổ Việt Nam trong ít nhất 5 năm để có thể ra sân. Thế nên Son chưa thể thi đấu cho tuyển Việt Nam vào dịp FIFA đầy tháng 10 tới. Tuy vậy, về mặt kỹ thuật, ông Kim vẫn có thể triệu tập Son để làm quen với môi trường đội tuyển cũng như hòa nhập dần với những cầu thủ khác. Còn thực tế, việc quyết định lựa chọn Nguyễn Xuân Son lên tuyển không hoàn toàn nằm ở quyết định chuyên môn của ông Kim. Chính vì vậy, với nguồn nhân sự này, ban huấn luyện cần có những tính toán kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần hiểu rằng ASEAN Cup không chỉ quan trọng với đội tuyển Việt Nam mà có thể quyết định đến tương lai của cá nhân ông. Sau chuỗi thành tích vừa qua của đội tuyển Việt Nam, khó có thể làm người hâm mộ hài lòng. Thêm một thất bại nữa ở giải đấu khu vực có thể sẽ dấy lên một làn sóng phản biện, thậm chí chỉ trích cho ông và các cầu thủ là điều được dự báo trước. Vậy nên, đã hết thời gian cho thử nghiệm, đây là lúc ông Kim cần có những thay đổi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu quốc tế chất lượng vào tháng 10 năm 2024. Ngày 23 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông tin tiếp tục lộ trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận đấu giao hữu quốc tế chất lượng vào dịp FIFA đầy tháng 10 tới. Hai đội tuyển khách mời được Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn mời sang thi đấu với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Liban và đội tuyển Ấn Độ. Đây là hai đội bóng có trình độ khá cân bằng so với tuyển Việt Nam nên sẽ rất thuận lợi để huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc đua tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Trên bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội tuyển Liban đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí 114 thế giới, xếp trên đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Trong khi đó, do thành tích không tốt tại giải giao hữu Intercontinental Cup hồi tháng 9 vừa qua, đội tuyển Ấn Độ đã bị tụt 2 bậc và đang xếp hạng 126. Trong lịch sử đối đầu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Liban đã gặp nhau 2 lần tại vòng loại ASEAN Cup 2011. Khi đó, tuyển Việt Nam thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình và hòa 1-1 ở trận lượt về trên sân khách. Còn với đội tuyển Ấn Độ, tuyển Việt Nam mới chỉ thử sức ở các trận giao hữu quốc tế, một trận hồi năm 2010, thua 1-3 và một trận hồi năm 2022, thắng 3-0. Để chuẩn bị cho FIFA đầy tháng 10 năm 2024, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 5 tháng 10. Sau khi kết thúc vòng 4 lượt PBANK V-League 1 2024-2025, các trận giao hữu quốc tế FIFA đầy tháng 10 năm 2024 của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10. Tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Xem trực tiếp trận U20 Việt Nam U20 Guam tại vòng loại U20 châu Á 2025. Sau màn khởi đầu thuận lợi,
Đội tuyển U20 Việt Nam đang hướng đến chiến thắng thứ hai ở vòng loại U20 châu Á 2025 khi chạm trán đội tuyển U20 Guam vào lúc 19 giờ hôm nay, ngày 25 tháng 9. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2025 bằng màn chạm trán U20 Guam ở lượt trận thứ 3 bảng A. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Guam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay, ngày 25 tháng 9, trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Trước trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau trận thắng 5-0 trước U20 Bhutan nhờ sự tỏa sáng của Công Phương. Trong khi đó, U20 Guam chưa thể hiện được nhiều. Họ mới chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa trước U20 Bhutan và U20 Bangladesh. Với cục diện hiện tại, U20 Việt Nam được đánh giá cao hơn và khả năng giành trọn 3 điểm của đội chủ nhà là rất lớn. Xem trực tiếp U20 Việt Nam U20 Guam tại giải châu Á, một chiến thắng trước U20 Guam sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh duy trì phong độ để hướng đến những trận đấu quan trọng với U20 Bangladesh và U20 Syria phía trước. Tại bảng A, U20 Syria được xem là đối thủ cạnh tranh chính với U20 Việt Nam. Đội bóng này cũng đang có 3 điểm, hiệu số cộng 4, sau khi có chiến thắng 4-0 trước U20 Bangladesh ở ngày ra quân. U20 Việt Nam thu hoạch thêm 3 điểm nữa. U20 Việt Nam sẽ duy trì mạch thắng khi chạm trán với Guam, nhưng cách thể ra sao để đáp ứng mong đợi? Sau trận ra quân đánh bại Bhutan 5-0 tối ngày 23 tháng 9, U20 Việt Nam thi đấu trận thứ nhì bảng A vòng loại U20 châu Á gặp Guam. 19 giờ ngày 25 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ bỏ túi 3 điểm nữa. Sau trận đầu tiên, U20 Việt Nam với tư cách bảng trưởng thi đấu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, nhưng đội trẻ Việt Nam chưa tạo sự lạc quan. Vấn đề quan trọng nhất là series ở cùng bảng mà cách thể hiện của U20 Việt Nam dù thắng đậm Bhutan nhưng chưa cho thấy chủ nhà có thể có một kết quả tích cực khi chạm trán với series. Đội trẻ Bhutan do chiến lược gia Nhật Bản làm huấn luyện viên trưởng cho thấy đây là một tập thể biết chơi bóng đá. Cái chính là đội trẻ đến từ một nền bóng yếu, giải vô địch quốc gia và giải trẻ vẫn còn rất manh nha nên họ thua U20 Việt Nam là điều dễ hiểu. Bhutan biết đá bóng nhưng cái chính là sức lực của họ còn quá hạn chế, đó chính là nguyên nhân mà ở hiệp 1, U20 Việt Nam hì hục lắm mới ghi được một bàn do Công Bảo Long mà thôi. Sang hiệp 2 Bhutan xuống sức thì U20 Việt Nam mới có thêm 4 bàn thắng nữa. Đối đầu với Guam, U20 Việt Nam sẽ ra sao? Guam là một tập thể cầu thủ rất khỏe, tuy nhiên đội trẻ này là hợp chủng của các sắc dân. Đảo Guam mạnh về các môn bóng bầu dục, bóng đá kiểu Mỹ, bóng chày, còn bóng đá thì phong trào mà thôi. U20 Guam cũng vậy, không phải là đối cứng của U20 Việt Nam, nhưng họ sẽ gây khó nhờ sức mạnh, thể hình, sức bền đều tốt. Qua hai lượt trận đầu Guam có được 2 điểm nhờ hòa với Bhutan 1-1 và Bangladesh 2-2. Bây giờ đội bóng nằm ở đảo ngoài khơi Thái Bình Dương này bắt đầu di chuyển vào tâm bão khi hai đối thủ còn lại là Việt Nam và Syria. Những ngọn núi mà Guam có thể sẽ chẳng vượt qua nổi. U20 Việt Nam thắng trận là điều tất yếu nhưng cách thể hiện ra sao mới là quan trọng. Thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã trải qua rất nhiều cung bậc của các giải đấu chính thức U19 Đông Nam Á, giải giao hữu, Hòa Sơn, Trung Quốc. Tập huấn tại Nhật Bản, giao hữu 2 trận với U19 Nga nhưng cách thể hiện thì chưa đáp ứng mong đợi. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh của U20 Việt Nam đi mãi rồi thành đường. Tâm điểm bảng A, cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng vẫn là Syria Việt Nam. Trận đấu sớm lúc 16 giờ Syria được dự đoán sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm trước Bhutan. Tuyển Việt Nam và những cái tên khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik khó xử. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hẳn băn khoăn với danh sách tuyển Việt Nam tập trung vào tháng 10 tới khi V-League xuất hiện hàng loạt nhân tố khiến ông thầy người Hàn Quốc khó xử. Danh sách tuyển Việt Nam khó mới. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận giao hữu dịp FIFA Day vào tháng 10 tới trước vòng 4 V-League. Với những gì nhìn thấy từ chiến lược gia người Hàn Quốc và cả tình thế khó khăn về mặt thời gian, nhiều khả năng ông Kim Sang-sik vẫn ưu tiên những gương mặt gạo gội giống hai lần tập trung vừa qua. Càng khó mới khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam muốn một sự ổn định thay vì mạo hiểm với các tân binh, bất chấp việc một số cựu binh hiện tại đang không đạt phong độ quá tại V-League. Nếu có lựa chọn những gương mặt mới bổ sung, nhiều khả năng cũng chỉ là chuẩn bị cho tương lai xa thay vì hướng đến AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Những cái tên khiến ông Kim khó xử. Có thể thấy, nếu tuyển Việt Nam giữ nguyên bộ khung như ở 4 trận đấu dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không dễ dàng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, người hâm mộ hay giới chuyên môn rất hy vọng thuyền trưởng tuyển Việt Nam cởi mở hơn trong danh sách tập trung tới đây bằng các cầu thủ có phong độ cao tại V-League, thay vì đóng khung với nhóm cựu binh vốn chẳng còn quá mặn mà với các giải đấu trong khu vực. Đáng nói, ông Kim Sang-sik cũng không phải thiếu người, thậm chí nhóm các cầu thủ chơi với phong độ ổn định một cách khá dài từ mùa trước. Đến năm nay có thể lên tới cả một đội hình chứ chẳng ít. Có thể kể tới Văn Quyết, Hà Nội, Minh Khoa, Bình Dương, Hữu Sơn, Hải Phòng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, HAGL, chẳng hạn. Tất cả đều xứng đáng được thử sức ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn nằm ở chiến lược gia người Hàn Quốc khi dường như chưa thể đưa ra quyết định về nhân sự một cách độc lập, khiến tuyển Việt Nam chưa thể phát huy hết sức mạnh nhằm sớm trở lại với mạch chiến thắng.